mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ tập chậm nhịp miệng 5 lần 8 câu nhạc 8 của bài Em chọn lối này nhé. Khi nào chúng ta khớp nhạc thì chúng ta tập 9 câu nhạc 8 như thế. Và cái câu mà nhạc 8 cuối cùng đó, để kết thúc bài đó, thì mọi người không có xoay sang bên trái nữa, mà chúng ta đứng tại chỗ để nhảy và chào luôn nhé.
Rồi. Rồi như vậy nha mọi người. Mọi người nhớ là khớp nhạc cùng chiều chúng ta đi 9 lần 8 câu như thế nhé. Rồi, nhớ cho mình một like nha. Rồi, cảm ơn mọi người.